Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Đặng Quốc Khánh kêu viện binh liệu có thắng được Nguyễn Thanh Nghị hay không. Bằng tuổi nhau, ngang tài ngang sức, ba người thì giành được ghế bộ trưởng, con người thì ngậm ngùi ngồi lại ghế bí thư như một tỉnh nhỏ. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia đánh giá thì đây chỉ là bước tạm thời thất thế chứ chưa phải là sự thất bại nặng nề của Đặng Quốc Khánh. Trong bản tin Vì sao Nguyễn Thanh Nghị cho Đặng Quốc Khánh đò ván của tờ Thời báo.de đã phát vào ngày 13 tháng 4 có nói vì sao Đặng Quốc Khánh đã thua trước Nguyễn Thanh Nghị trong cuộc tranh chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Nếu nói cuộc đua sắp ghế nội bộ, nội các thì xem ra như ai đã thắng thua rõ ràng rồi. Tuy nhiên nếu bây giờ mà cha con ông Nguyễn Tấn Dũng là ngủ quên trên chiến thắng thì Đặng Quốc Khánh có thể lật Nguyễn Thanh Nghị bất kỳ lúc nào. Trò chơi vương quyền chưa bao giờ là đơn giản, nó rất khốc liệt và chứa đầy tính bất ngờ. Nói gì đâu xa, sau đại hội tưởng như Trương Hòa Bình về vườn sau khi mất ghế Ủy viên Bộ Chính trị lẫn Ủy viên Trung ương Đảng. Nhưng cuối cùng thì ông Trương Hòa Bình vẫn ngồi lại chiếc ghế Phó Thủ tướng Thường trực trong sự ngỡ ngàng của hàng triệu người dân Việt Nam. Với trường hợp của Nguyễn Thanh Nghị thì thật là khó nói. Người ta nói đường dài mới biết ngựa hay. Vì vậy, chỉ mới một lần sắp ghế nội các thì chưa nói lên được điều gì cả. Trong 5 năm nhiệm kỳ còn có nhiều thay đổi. Còn nhớ vào năm 2011, ông Vương Đình Huệ đã trúng cử chức Bộ trưởng Bộ Tài chính. Tuy nhiên sau đó, ông Huệ phải cuốn gói ra đi, chuyển sang ban bí thư của Nguyễn Phú Trọng là tá túc ở đây. Đấy là trường hợp điển hình cho thấy được sắp xếp vào nội các ở đầu nhiệm kỳ chưa có gì là đảm bảo. Cuộc chiến tranh giành chiếc ghế trong Đảng Cộng sản Việt Nam nó khốc liệt và rất cam go. Đây là hình ảnh dù được chống lưng nhưng Nguyễn Thanh Nghị vẫn còn phải dè chừng Đặng Quốc Khánh. Ông Vương Đình Huệ là mẫu người chia bè kết phái rất mạnh. Không ai nhận ra ông Vương Đình Huệ là người của ông Nguyễn Phú Trọng, mà người chia bè kết cánh mạnh thì là một xanh cỏ, hai là đỏ ngực. Rõ ràng giữa ông Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ đều theo phe ông Trọng. Kết quả là ông Nguyễn Bá Thanh thì xanh cỏ, còn ông Vương Đình Huệ thì lại đỏ ngực. Và bây giờ dư luận đã đặt ra câu hỏi, thế lực viện binh của Đặng Quốc Khánh đã mạnh đến đâu? Một mình chiến không xong thì kêu viện binh tới. Nếu viện binh hùng hậu thì rất có thể Đặng Quốc Khánh sẽ lật ngược thế cờ trong một ngày nào đó. Với lợi thế là viện binh rất mạnh, rất có thể Đặng Quốc Khánh sẽ không cam lòng về sau Nguyễn Thanh Nghị. Chính trị là một cuộc chiến, nếu không biết tận dụng hết mọi cơ hội, thì có thể Đặng Quốc Khánh sẽ mãi mãi là người đến sau. Mà trong chính trị cứ mãi đến sau thì xem như là thua cuộc. Đặng Quốc Khánh là một thành viên của nhóm lợi ích Hà Tĩnh với 11 quân đang ủng hộ Khánh. Đó là những người quân nào? Thứ nhất gồm có Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư. Thứ hai, Hoàng Trung Dũng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Thứ ba là Trần Hồng Hà, là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thứ tư là Đoàn Minh Tuấn, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. Thứ năm là Lê Minh Hưng, Chánh văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ sáu là Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Thứ bảy là Đặng Quốc Khánh, Bí thư tỉnh Hà Giang. Thứ tám là Lê Thanh Nga, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Thứ chín là Nguyễn Đức Nhạy Thành, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Thuận, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Và thứ mười, người rất quyền lực, đó là Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Đảng. Và 11 là Lê Quang Tùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị. Đây là hình ảnh ông Đặng Quốc Khánh đang có lực lượng viện binh rất mạnh. Đó là 11 người trong nhóm lợi ích Hà Tĩnh, có ông Trần Cẩm Tú là Ủy viên Bộ Chính trị nổi bật nhất. Tuy nhiên, Đặng Quốc Khánh còn có viện binh, đó là nhóm lợi ích chính trị Nghệ An. Vậy nhóm lợi ích Nghệ An bao nhiêu người và sức mạnh của mỗi người này ra sao thì hãy xem danh sách này. Đứng đầu là Nguyễn Mạnh Cường, Phó trưởng ban đối ngoại Trung ương của Đảng Cộng sản. Thứ hai là Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội.
Thứ ba là Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam. Thứ tư là Hồ Đức Phước, Bộ trưởng Bộ Tài chính. Thứ sáu là Thái Thanh Quý, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Thứ bảy, Trần Sĩ Thanh, Tổng Kiểm toán Nhà nước. Thứ tám là Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Thứ chín là Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Và thứ mười là Phạm Thị Thanh Trà, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương. Bà Trà cũng vừa được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ. 11 là người rất quyền lực, đó là Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Nội chính Trung ương. 12 là Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông. 13 là Hoàng Thanh Tùng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội. Và 14 là Nguyễn Đắc Vinh, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội. Và 15 là Bùi Quang Huy, Ủy viên Dự khuyết, Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Như vậy, phải cho rằng nhóm lợi ích của Đặng Quốc Khánh khá đông, trong đó có nhóm lợi ích Nghệ An với 15 người và trong đó có 3 ủy viên Bộ Chính trị. Nếu gộp cả Nghệ An và Hà Tĩnh lại thì tổng cộng sẽ có 26 người, trong đó có 4 ủy viên Bộ Chính trị. Vì vậy, Nguyễn Thanh Nghị đừng nên xem thường Đặng Quốc Khánh. Lực lượng viện binh của Khánh cũng vô cùng hùng mạnh. Và thế lực viện binh của Nguyễn Thanh Nghị mạnh đến đâu? Nhìn vào nhóm lợi ích Nghệ An, Nguyễn Thanh Nghị cần phải cẩn thận vì xét cả nhóm lợi ích Cà Mau cộng với nhóm lợi ích Kiên Giang thì thực lực lại khá yếu. Có thể liệt kê ra đây để mọi người thấy tương quan giữa hai bên ra sao. Trước hết là xét về lực lượng của Cà Mau, quê hương của Nguyễn Thanh Nghị. Danh sách bao gồm: thứ nhất là Dương Thanh Bình, trưởng ban dân nguyện Quốc hội. Thứ hai là Đỗ Thanh Bình, bí thư tỉnh ủy Kiên Giang. Thứ ba là Nguyễn Tiến Hải, bí thư Cà Mau. Thứ tư là Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng bản thân ông. Và thứ năm là Lê Tấn Tới, Thiếu tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Và thứ sáu là Huỳnh Quốc Việt, Bí thư Cà Mau. Đây là hình ảnh Nguyễn Thanh Nghị thân thế khủng nhưng viện binh lại rất yếu. Như vậy là nhóm Cà Mau chỉ có 6 ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có 1 ủy viên dự khuyết và không có ủy viên Bộ Chính trị nào. Còn nói về lực lượng viện binh cho Nguyễn Thanh Nghị thì rất yếu. Hiện nay tỉnh Kiên Giang chỉ có 1 ủy viên Trung ương Đảng là Lê Hồng Quang, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và không có ủy viên dự khuyết. Nếu gộp cả Cà Mau và Kiên Giang lại thì chỉ có 7 người và thua rất xa so với liên minh Nghệ An, Hà Tĩnh. Và rõ ràng thì chiếc ghế của Nguyễn Thanh Nghị rất chồng chành. Xét về nhóm lợi ích đa địa phương có viện binh, chắc chắn Nguyễn Thanh Nghị phải thấy choáng ngợp trước sức mạnh của Đặng Quốc Khánh. Liên minh Nghệ An, Hà Tĩnh với 26 người, trong đó đã có 4 ủy viên Bộ Chính trị đầy quyền lực, so với 7 người và không có ủy viên Bộ Chính trị nào của liên minh Cà Mau, Kiên Giang, thì rất rõ ràng, cán cân đã nghiêng về ai. Nguyễn Thanh Nghị ngồi vào chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Xây dựng nhưng nhìn đâu cũng thấy phe địch. Được biết, nhóm chính trị địa phương Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa nổi tiếng đã bao che cho nhau để đưa người của mình vào Trung ương càng nhiều càng tốt. Chính sự nổi dậy mạnh mẽ của thế lực Nghệ An, Hà Tĩnh và Thanh Hóa mà miền Nam đã bị mất đi rất nhiều ghế trong Ủy viên Trung ương Đảng lẫn Ủy viên Bộ Chính trị. Điều đáng nói là trong nhóm liên minh Nghệ An, Hà Tĩnh có Vương Đình Huệ đang là người thân với ông Nguyễn Phú Trọng mà chẳng ưa gì Nguyễn Tấn Dũng. Chỉ cần Vương Đình Huệ đứng ra kêu gọi đồng hương Nghệ An, Hà Tĩnh đồng lòng thì Nguyễn Thanh Nghị sẽ gầy gò. Hoặc chỉ cần ông Huệ kêu gọi bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội và nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh phê bình thì Nguyễn Thanh Nghị cũng đã đủ mệt. Đây là hình ảnh cả Nguyễn Phú Trọng và Vương Đình Huệ đều không ưa Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thanh Nghị cần cẩn thận. Đấy là chưa nói đến việc của ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang theo dõi và soi sát nhất cử nhất động của Nguyễn Thanh Nghị trên cương vị Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Khi đó có thể nói Nguyễn Thanh Nghị tứ bề thọ địch. Còn ông Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Thanh Nghị dù cho có sự che chở của Phạm Minh Chính thì cũng chưa phải là an toàn. Nhiệm kỳ nào cũng có người bị thuyên chuyển giữa nhiệm kỳ và ông Nguyễn Tấn Dũng chỉ cầu mong sao cho Nguyễn Thanh Nghị kết thúc nhiệm kỳ 2021-2026 trong sự an toàn cũng đã mừng lắm rồi. Làm nghề chính trị rất phức tạp, phải biết mình biết ta,
Nguyễn Tân Dũng và Nguyễn Thanh Nghị cũng phải biết thế lực của mình ở đâu và liệu mà đối phó. Nếu chủ quan thì Đặng Quốc Khánh hoàn toàn có thể dựa vào thế lực chính trị Nghệ An, Hà Tĩnh và lật Nguyễn Thanh Nghị như thường. Và việc so găng giữa Đặng Quốc Khánh và Nguyễn Thanh Nghị còn chưa kết thúc, vẫn còn nhiều tập tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ ba ngày 20 tháng 4 năm 2021 với bản tin Đặng Quốc Khánh kêu viện binh liệu có thắng được Nguyễn Thanh Nghị hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.